Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là ngày 26 tháng 9. Hôm nay em tiếp tục em lên em xả cho các bác một số mặt hàng nữa các bác nhé. Đấy, các bác ưng thì em nào thì nhanh tay liên hệ ạ. Số điện thoại em là 0383 440 440 các bác nhé. Đây. Nay về mấy con phải nói là đẹp các bác. Con này nó là đại chất rồi. Giá rất là yêu thương luôn. Đấy, một con Omega đẹp các bác. Rồi. Máy Nhật các bác nha. Con này chạy thì đúng khỏi bàn luôn. Em không nghĩ có những con nó rẻ luôn các bác nhé. Cực rẻ luôn á. Con Omega cơ automatic các bác nhé. Máy Nhật. Con này độ mỏng nó là siêu mỏng luôn. Cho các bạn ngắm lên tay các bác ngắm con này đẹp không ạ? Trời ơi đẹp thì thôi rồi các bác nha. Rất là đẹp luôn. Em này nó là size 38 ạ. Size 38. Con này là mã A50. Size 38. Bao lớn này để bác cái giá là 1 triệu 4. À sorry bác, 2 triệu 6 ạ. À, xin lỗi bác nhé, 2 triệu 6. Con này phải nói là độ chất lượng của nó này, không phải bàn cãi bác nhé. Mã A50 này, size 38 này, giá 2 triệu 6. Tiếp tục một con Omega mặt bắt quái này. Con là pin kim trôi không nhé, là pin kim trôi đấy ạ. Vàng hồng. Binh kim trôi vàng hồng bác nhé, rất là đẹp, xuân hạ thu đông đẹp quá các bác. À, con này size 40 các bác, mã 51, size 40. Bao lấy con này em để bác cái giá là 900k. Mã A51 này, size 40 giá 900k. Có một con này nói bác siêu đẹp luôn. Cực yêu các bác nhé. Ryzen cực, này, Ryzen này. Đẹp chưa bác? Bill Gates. Rồi, đây là con AB bác nhá. Siêu phẩm của AB luôn. Đấy, lỗ trước lỗ sau, cơ automatic tự động. Máy móc của nó này cực chất bác nhá. Chơi con này thì yên tâm mà xài trọn đời. Đẹp nhá. Rồi, con đồng hồ quá chất các bác nhá. Size của em này là size 41 ạ. Mã A52. Size 41 này. Con này giá là 2 triệu 2 bác nhé. 2 triệu 2 rồi. Đẹp hết được chấm luôn. A52 này, size 41 giá 2 triệu 2.
Đây, mai lên cho bác một con này mới là cực phẩm luôn này. Này, sự các bác nhìn đã thấy mê rồi. Rất hiếm bác nha. Để kiếm được con này cực kỳ hiếm luôn nè. Đầm tay là cầm đầm tay, tay chắc lắm nhé. Phải nói con này đại chất luôn. Chơi con này thì yên tâm mà chơi quá nhé. Máy thì máy, con này máy, máy là máy Nhật này. Thích lắm con này xài thì... Ui giời. Không điểm chê luôn con nhé. Xuất con này vào sắc luôn này ạ. Đây là một con Omega bát quái này. Ồ, nó đẹp quá này. Một ô click nó góc 3 giờ. Và là con này đúng là siêu phẩm đúng không ạ? Đẹp khủng khiếp luôn. Đẹp lắm rồi bác. Đo sai bác này. Đó chất thì thôi rồi luôn. Con này size 40. Bác nào mà nhanh tay bế được con này về phải nói là chúc mừng các bác nhé. Con này xịn lắm. Đây là mã A54. Size 40 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 6. 2 triệu 6 bác nhé. A50, A54 này giá 40 là 2 triệu 6 này. Tiếp tục lên cho bác mình con đại chất luôn. Đó, con này vừa lên cho bác nhìn đây này, con này bác nào mà vừa tay lấy cái này bác nhá, A54 này ạ, size 40 giá 6 này, con này đại chất luôn. Đây là một con CK này, máy Thụy Sĩ này. Một con CK nhá, hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn này. Các bác nhìn thấy không? Đang chạy nhá, kim rốn đang chạy này. Con này máy pin bác nhá. Một con CK hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn. Những cái này tem dán nhá, em lau được cái là sáng quắc bác nhá. Đây, một con CK này, hàng chính hãng Thụy Sĩ. Con này các bác không bế về, biết con nào nữa các bác này. Dòng 3 đúm 6 kim hiếm lắm nhá. Con này cực kỳ hiếm luôn đấy. Mà các bác sở hữu một con hàng chính hãng Thụy Sĩ thì không tội gì các bác không mua con này. Đẹp. Đẹp mê man luôn. Con này size 41. Đẹp các bác. Qua chất lượng mà lại hàng chính hãng. A55. Rồi luôn nha. Con này chất ngay các bác. Đừng có để bỏ qua con chất lượng này luôn. Đây là mã bao nhiêu đây? Mã A55 à. A55 này. Size 41 này. Bao lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu 8 các bác nhé. 1 triệu 8 bác sở hữu một con hàng chính hãng Thụy Sĩ mà nó sang trọng đẹp thế này thì các bác không nên bỏ qua. Đây là em khuyên chân tình luôn. A55 size 41 giá 1 triệu 8. Đây này em, các bác nào rất nhiều bác hỏi cái Zalo. Zalo đây này, các bác thích thì em xả luôn những con số gì đâu các bác. Thích em xả luôn cho các bác chơi, nhưng mà nó là hàng cổ, nó bác nào phải thích chơi hàng cổ mới chơi được cơ ạ. Vì nó không phải là hàng như là size to, cái này chỉ size 36, 35, 36 là tốt lắm rồi. Còn bình thường thì size 32, 33 bác nhá, vì nó là hàng cổ mà. Còn cái bản này là bản tái bản, nó mới size to này, nó mới đẹp này bác nhá. Còn dòng hiếm lắm. Đẹp không ạ? Một em Zalo này. Hàng là bao thì chính hãng các bác, vì nó là hàng cổ thì không hàng fake, hàng nhái rồi.
Con này đây này em năm ngoái là em năm ngoái năm kia em nhập vào con này em nhập vào nhập giá nhập ấy nhá là lên tới 11 triệu 500 rồi này. Đấy. Bây giờ năm nay để lâu quá chả được, nay em cắt lỗ cho các bác chơi cho vui gì chứ. Còn con này này em nói sai thì mù mắt luôn này, con này em nhập vào 12 triệu này. Đấy. Nó sai mù mắt luôn các bác nhá, không nói dối quá tí nào luôn, như kệ các bạn, thời thế thế thời mà. Đây các bác lấy con này thì chất này, con này size 35 này. Này nó to như size, nó to như size 38 bác nhé. Đấy. Con da đồ này to ít như size 38 luôn. Vì nó gọn size á. Đây em đo cái thước này là chuẩn nhất này, thước đây này. Đấy. Đấy thước này em đo là chuẩn nhất là size bao nhiêu này. Ừ, con này size 36 bác ạ. Con này size 36 bác nhé. Ừ, thằng nào nhìn nó to cái nó to như size 38 á, size 36. Này em cắt lỗ cho bác này, bác nào chơi này để tỉ tuyển này. Con này xả này. Xả chín này. Size 36 này. Em để bác con này giá là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi con này các bác nhá. Em cắt lỗ đúng nửa tiền luôn cho các bác chơi này. Đấy, các bác sở hữu một con hàng chính hãng. À, Thụy Sĩ nha. Xả 9, xả 36 giá 5 triệu rưỡi. Này, con này thì bác yêu cầu xả em xả luôn nhé, không ngán gì hết. Vì con này em nhập cao quá rồi, nhưng con này thì nó lại một cái bản độc nhất, hầu như là cái bản độc nhất của dòng Zalo rồi, chắc không có nào độc hơn con này đâu. Có biết tại sao nó độc không ạ? Bởi vì nó là 57 chân kính này, em nhìn chưa? Bình thường những con này nó chỉ có ba mấy chân kính, bốn mấy chân kính là quá siêu phẩm rồi bác nhé. Đặc biệt là con này là 57 chân kính, tại sao lý do là nó là siêu phẩm đắt là lý do là vậy nhá, đây 57 chân kính nhá. Con này là vàng bọc cực kỳ dày đó nhá. Đấy. Cái bọc vàng rất là dày luôn ạ. Này bác nào chơi con này thì nó gọi là cực phẩm rồi. Không thì em để tủ em ngắm rồi chẳng vấn đề gì các bác nhé. Nhưng các bác lỡ vì lỗ nhiều quá em nhiều khi cũng chẳng muốn lên, nhiều khi mấy hôm nay các bác cứ thích ra đôi bác hỏi em mới lên, nhưng còn thực ra em cứ không muốn lên thế nào vì lỗ nhiều quá lên chẳng muốn lên. Ừ, con này size 35 bác này. Đấy, một con da đô này 57G bác nhá, 57G đấy ạ. Bản này là bản siêu hiếm của dòng da đô đấy bác nhá, không có mà có đếm trên đầu ngón tay, không có nhiều con đâu bác nhá. Má xả 10 đã thế chơi lớn bác luôn. Con này các bác không tin, các bác buổi chiều buổi chập tối các bác vào những mấy người bán trong Sài Gòn đấy, người ta bán cũng bán like này, hiền hết gì đấy, tên là hiền hết gì đấy, người hiện tại đang bán 16 18 triệu con này bác nhá, con 57 G này. À đâu, con đấy mới được có 41 G thôi mà đã bán 16 18 triệu rồi. 41 triệu 57 G được các bác nhá. Mã xạ 10 này, đấy, size 35. Bao lâu này em để bác cái giá 8 triệu. Đấy. Con nào chơi thì giao lưu cho bác thôi, còn thực ra con này lỗ quá rồi, thì chẳng còn bán nữa. Xạ 10 này, size 35 này giá 8 triệu. Đây con này có cả một con vàng đúc này, này em có lên đâu các bác này. Vì nó là vàng vàng đúc nhưng mà nó đúc không được nhiều các bác nhá. Mấy con vàng đúc. Đây mang tiếng là vàng đúc nhưng nó đúc được nhiều đâu các bác, đây ạ. Các nhìn nhá. Đấy. Đây là một con Cetina nhá. Cơ automatic tự động, con này là cơ tự động bác nhá. Hàng chính hãng của Thụy Sĩ bản cổ đây ạ. Đấy, đúc nhá, cái niềng có nhìn này. Đấy cái niềng này. Đấy các bác nhá, cái niềng này. Đấy, nó là vàng đúc này. Đấy, kim cọc số cái này là vàng đúc bác nhá. Đấy, còn dưới này thì không phải vàng đúc, nó là thép. Đấy, mã cốt đầy đủ luôn. Con này thì nó là cực phẩm rồi. Đây, con này nhập vào 18 triệu hay 16 triệu thì để ông nhớ bằng máng này. Nhưng cái thời đó thì cách đây 1-2 năm mình đang hot cái dòng vàng bản này bác nhé. Đợt này lâu lâu người ta cũng chả thích chơi cái dòng này nữa. Nó nhỏ ấy, những bác nào sưu tầm hoặc là bác nào mà tay nhỏ nhỏ cũng thích thôi. Còn những bác tay to bây giờ thanh niên người ta không đeo dòng này đâu các bác ạ. Có nhìn cái kim nó nhìn nó cong chạy rất đẹp này. Đấy. Nó vừa những cả mặt mặt úp bằng các bác.
Con này size đấy, bản cổ thì size 33, 32, 33, 34 được cùng không nhé. Không có size to nhiều đâu. 32, 33, 33 này. Đấy, như con này size 33.5 này. Đấy. Chỉ to vậy đấy bác nhé. Con này em mà nhận chữ là xả mã cho các bác 16 triệu này. Hôm nay em xả tiếp ra nữa này. Mã xả 11 này. Size 33.5 này. Bác lấy con này em để bác 9 triệu. Mã xả 11 này, size 33.5 này, giá 9 triệu. Này, bác thích chơi con này em xả nốt cho các bác luôn. Đang máu các bác ạ, đang cần tiền xả luôn, hộ gì đâu. Đang cần tiền là múc luôn bác nhá. Đây là một con long zin, bạn này thì siêu siêu chất lượng. Đây, đây con long zin này. Cơ automatic bác nhá. Con này là máy Thụy Sĩ. Được chưa? Chất liệu nó thì các bác nhìn này, sướng không? Ui chào ôi, con này thì các bác không chê được các bác nhá. Nó cứ gọi là xuất nhưng mà sắc luôn ạ. Đẹp mê man. Dây của nó mà thấy độ xịn dây của nó này. Long zin này. Dây khóa này, chất luôn. Riêng con này thì nó là dòng dòng thợ lặn bác nhá. Là các bác đi nước thì nồi thì vô tư luôn. Service made. Này, thông số đầy đủ này. Nhưng mà các bác chơi con này thì yên tâm mà chơi nhé. Dây nó dây kiểu dạng dây silicon dùng biết bao giờ học được trọn đời. Này, lên tay này siêu đẹp. Con này liền xoay bác nhé. Hàng 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 xịn không? Để cái xoay cái liền nó sướng tạch 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 tạch. Đấy, các bác chơi con này thì em múc múc luôn. Con này nó là size 42. 42 bác nhá. Con long zin size 42. Con này là mã xả 12 này, đã thêm chưa lớn các bác luôn này. À, xả 12 này. Size 42 này. Em để bác con này giá là 10 triệu bác nhá. Đã thế. Đang cần tiền cho bác là múc luôn. Xả 12 này, size 42 giá 10 triệu. Có chơi Omega em lên luôn, mang Omega máu bác nhá. Đá đang hăng cho hăng luôn. Xả luôn con bác quá nhỉ các bác luôn này. Con này thực ra rất em không bao giờ xả con này đâu các bác nhá, nhưng mà này chơi lớn các bác luôn. Con này là mình em đang đeo đang thích mà. Chạy thịt lắm bác ạ. Em đeo mấy ngày em biết rồi, chạy phê luôn. Đây là con Omega bát quái này. Độ đẹp của nó thì không miễn bản. Được nhá, độ đẹp của nó miễn bản luôn. Máy thì máy Thụy này. Yêu không ạ? Chống nước 100 mét. Con này lên tay không đẹp không ăn tiền được nhá. Nước vàng hồng này nó mạ vàng 18K này các bác dùng khoảng 10 năm không bạc được bác nhá, không lo về vấn đề bạc đâu. Nó là vàng thật các bác nhá. Đẹp chưa? Vừa đẹp vừa yêu bác nhá. Con này các bác không nhanh tay đáng tiếc luôn này. Này em chơi lớn các bác xả con này banh nóc con này luôn này. Wow. Em này size 41. Con này mã xả 14 này. Size 41 này. Giá 10 triệu bác nhé. 10 triệu luôn. Đấy. Size 14, size 41 giá 10 triệu.
Em còn con dấu lệch em chưa lột nốt các bác luôn này. Chào. Đây, dấu lệch nữa, chưa lột dấu lệch các bác nha. Đây. Đây là một con Rolex nha, cơ automatic này, cơ tự động các nhá. Có nhìn cái liền bằng của nó này, nó chính xác 100% này không? Vàng là vàng 18K nhá, các bác dùng 5, 10 năm các bác không lo phải sợ là xuống màu bạc gì đâu các bác nhá, yên tâm này ạ. Đấy, máy này là máy ETA Thụy Sĩ nhá, ba cái bác là máy chuẩn của ETA Thụy Sĩ nhá. Đấy, con này size của nó là size 36 các bác nhá. Con này em chấp nhận cắt lỗ cho bác này, con nhập về nhà là chẳng biết 9 triệu 2 hay là 8 triệu 2 rồi này. Đấy, đủ 4 triệu nhá, triệu đầu chó này, triệu của nhà Rolex này, triệu vàng 750 này, đầy đủ hết bác nhá. Đấy, không thiếu gì luôn. Con này mà các bác không lấy đấy còn nào nữa các bác, hiếm hoi lắm bác nhá. Đấy, con này các bác không bế về thì sự đáng tiếc luôn ạ. Đây là mã xạ 16. Xạ 16 này, size 36 này. Bao lớn này em để bác giảm 7 triệu nhé, cho nó máu luôn. Rolex. Đây, xạ 16. Size 36 giá 7 triệu. Em lên em về mấy con mũ lên cho các bác này. Đây con ngu xì bác nha. Yêu chưa? Con này quá yêu các bác nha. Mũ số 1 này 600k. Mũ số 1 này 600k. Lên cho bác một con siêu phẩm, em bảo hàng chính hãng 100% hàng chính hãng nhé. Con này bác nào mà đi kiểm tra mà phát hiện con này không phải hàng chính hãng thì em tặng luôn một giả tiền nhé. Con này các bác xác định các bác mua ở store thì nhiều tiền lắm nha, không dưới 3 triệu rưỡi đâu ạ. New đấy, có nhiên nha, new này. Ok chưa ạ? Hàng là bao tuyệt đối chính hãng. Các bác đội con mũ này ra đường, nói các bác nó mới đẳng cấp các bác nha. Ôm sát đầu luôn. Những con hàng chính hãng này thì không có giá rẻ các bác nha. Rất là đắt tiền, không hề rẻ tí nào. Mã số 2 800k nhé. Mã số 2 này 800k. Bắt là chơi của đầu trâu đúng không ạ? Bắt là chơi của đầu trâu này ạ. Hàng này em bao chính hãng 100% này. Đây, bác nào chưa có đầu trâu này không? Bao 100% hàng chính hãng nhé. Đấy, bác nào mà kiểm tra mà phát hiện con này không phải hàng chính hãng, em tặng luôn. Một con Chicago này, Lút này. Đấy, thương hiệu thì siêu đình đám rồi. Tất cả thêu thêu bác nhé, chứ không có chuyện rán hay rán rủng gì bác nhé. Thêu bác nhé. Đấy, hàng là một thêu 100% này, vì nó là hàng chính hãng bác nhé. Đấy, vẫn còn cả giá bên Mỹ này, thấy không ạ? Những con này bác nào mà sành chơi mới chơi được thôi ạ, vì một thêu 100% hết bác nhé. Đấy, con nào chính hãng em bảo chính hãng bác nhá. Riêng em bán hàng nó có hay là không bao giờ em bán có chuyện tù mù nhé. Mã số 3
con này giá là 1,2 triệu nhá, 1,2 triệu rồi nhá. Nói chung là em bán bao giờ các bác yên tâm là nó rẻ rất nhiều so với hàng mới có nhá. Mã số 3 giá 1,2 triệu. Em lên cho bác một quả siêu siêu đẹp luôn. Đấy, hàng này bao chính hãng nha các bác nha, 100% hàng chính hãng luôn. Đấy, thêu nhá nha, không có cái chuyện dán dán nữa nha, nó là chính hãng là phải thêu nhá, không đùa đâu nhá. Đấy, đấy. Đấy, tem toàn bộ tem chống hàng giả các kiểu nhá này. Đấy, chỗ chiêm ngưỡng là new này, new này, ok chưa, new này. Đấy, tem cả quyển new quá nha. Đấy, tất cả từ những cái đường này chỉ là new new này đấy quá nha, không hề đơn giản đâu ạ. Còn đây là mã số 4, 700k nha, mã số 4 này 700k. Bạn nào thích quả da báo không ạ? Em Pro Ham của này đắt tiền lắm mọi người, chuẩn của Mỹ luôn. Các đội con này lên lên đầu em nói các bạn, đẳng cấp nó khác các bạn nhỉ, không bao giờ đụng hàng luôn, khẳng định bác luôn. Nhiều khi các bác muốn mua ở Việt Nam này, đây còn hàng ship nữa nhá, bác muốn mua ở Việt Nam này các bạn không có hàng chính hãng các bác mua đâu ạ, em khẳng định các bạn nhé. Đây các bác toàn order bên Amazon ở bên Mỹ thôi nhá, nó mới về thôi, chứ các bác mua ở store Việt Nam không có hàng chính hãng đâu ạ. Ok chưa các bác? Này. Đây, con zip nhá. Tem nó này. Nó cả quyển mất nhá. Đấy, có cả giá bán luôn này. Trăm trăm cột tông. Con này nó đắt tiền nhưng chơi nó sướng các bạn ạ. Mã số 5 giá 1,2 triệu. Mã số 5 này giá 1,2 triệu. Em có mẫu con này thì thật sự các bác nó nhiệt đắt tiền quá các bác không chắc không chơi được, thôi con này em giữ lại nhé, con này đắt lắm, nó là siêu đắt rồi các bác nhìn này, tem nó xung quanh tem này, đấy. Tem râu này, new này, 1/4 này, nói chung là new này, nó tiền nào của đó các bác nhé, chúng là không không hề dễ chơi. Này em bán cho các bác tận 2,9 triệu mà có thể đơn giản không ạ? Đấy, mũ VIP này 2,9 triệu, nó tiền nào của đó các bác nhé. Em may em kể cả về mấy con thắt lưng đẹp của bác ạ, bác lên thắt lưng em lên cho luôn cho bác mấy cái thắt lưng chơi nhá, thắt lưng này chất lắm. Này em về một con thắt lưng siêu VIP luôn, tí em khoe các bác. Đấy, bác nào mà đúng chất chơi thì em tí em khoe các bác, cho bác thưởng thức một con, một con Levi đồng Levi. Riêng là về da em bao các bác chọn đời đó nhá, nói về da 501 Levi 501 này, da này bao bác chọn đời về da nhá, ok chưa. Này mã lưng cộng 6 này 1 triệu có nhá, nó về da em bao bác chọn đời về da. Lên mắt của con địa này, quả ông địa nhá, nhưng cục đồng mọi người Ueda mài hết, nhìn nó mài đẹp lắm, nó mài cực đẹp luôn. Này, con này mã lưng cộng 5 này giá 1 triệu. Đây một siêu phẩm ngày nay em cho bác xem, bác nào chơi con này không ạ?
Con này thì phải nói là bác nào đúng chất chơi rồi nha. Nhiều tiền mới cho chơi được con này thôi. Chứ không thì không ai chơi được con này đâu ạ. Da này nó bác mùi thơm thơm đúng là mùi của Tây luôn ạ. Thơm nức mũi luôn. Chiêm ngưỡng một da. Này, quan trọng này bác này. Trời ơi. Các bác nhìn hộ em cái. Nó là cái gì đây các bác? Cực phẩm của cực phẩm. Đấy. Ok ạ. Ralph Lauren. Một siêu phẩm của Ralph Lauren bác nhá. Bản này thì nó là em bao cho bác chính hãng 100%. Bác nào mà phát hiện con này không phải hàng chính hãng em tặng cho các bác 100 lần tiền con này. Đấy. Yêu chưa ạ? Một con Ralph Lauren này. Siêu phẩm của siêu phẩm. Đây là một cục đồng thau bác nhá, không phải là cái gì đâu ạ. Đây ạ. Nó là một cục đồng bác nhá. Này, dây của nó theo này, này mã code đầy đủ này. Các bác có thể nào xài mã code đầy đủ nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Mã code đầy đủ này. Đấy, dây nhá, thì cho xem dây này. Đấy. Đây nhá. Dây là nó móc đây nhá. Đây. Yêu chưa? Ôi trời ơi, các bác ơi. Ralph Lauren nó là đẳng cấp luôn các bác nha. Yêu chưa các bác? Con này thì các bác không kiếm đâu ra, là còn thứ hai là các bác nha. Để cho các bác chi tiết những con Ralph Lauren này nó là đẳng cấp thế này các bác này. Đấy. Bảng này là bản chắc 4 4 phần mấy anh xem nào. Con này bản 4 phần 2 các bác nhá. Em xem các bác dài bao nhiêu, các bác xem các bác có đeo vừa không, vì con này nhiều tiền lắm, không không ẩu được. Con này là 102 các bác nhé. Đẹp không các bác? Đấy. Bác lấy con này em để bác giá 3 triệu rưỡi. Đấy. Bác nào chơi được thì chơi nhé. Con này thì nó là độc nhất vô nhị. Các bác không kiếm được ra con thứ hai đâu ạ. Em khẳng định các bác luôn. Vì hàng em là em một khi em đã kiếm hàng độc rồi thì VIP 3,5 triệu. Bản bản 4.2 em. 4,2 VIP 3,5 triệu. Đó, video này em phải tạm dừng các bác nha. Các bác ưng được mặt hàng nào thì alo em xin chào các bác ạ.